theo. À, cho con hỏi, sư đọc lên thì nó kỳ, mà thôi hỏi thì sư phải đọc lên. Hồng Quân Lão Tổ và Tam Thanh trong đạo giáo là thuộc trời dục giới hay là sắc giới hay vô sắc giới ạ? À, nếu thuộc thì cụ thể là tầng trời nào? Con tin rằng những vị này có thật nhưng không toàn năng. À, cái chuyện quý vị tin có thật, cái đó là chuyện của quý vị nha. Nhớ dùm sư những sự kiện như sau: chúng sanh nào làm việc lành, do quả của việc lành đó họ được thọ thưởng vui trong cõi người cõi trời. Chúng sanh nào làm việc dữ, họ sẽ phải chịu khổ trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Các điều phước lành. Cho nên xét một người nào đó, mình muốn biết họ đi lên hay đi xuống, thì cái căn cứ để mình xét là họ làm những việc gì, họ có sát sanh hay không, có trộm cắp hay không, có tà hạnh hay không, có nói dối hay không, có uống rượu hay không. À, như là sư thấy nhiều người họ thích cái vụ uống rượu ạ. Thì nếu có những sự kiện đó thì cảnh giới tái sanh của họ là các cõi dữ. Còn nếu như họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu, thì họ do quả lành đó họ được đi về các cõi trời dục giới. Nếu các vị đó giữ bát quan trai giới thì có thể đi tới cõi trời đao lợi trở lên. Tức là nếu mình chỉ làm giữ giới bình thường, có làm phước, thì mình đi ở các cái cõi trời từ dưới tới đâu xuất chứ, đâu xuất, cho tới đâu xuất là hết, mà như chưa tới đâu xuất đâu. Muốn từ cõi đâu xuất trở lên á là phải giữ bát quan trai giới. Cho nên muốn xét một người nào đó, mình phải xét cái việc họ có làm thiện hay là làm bất thiện nha. Cho nên quý vị có muốn xét Tôn Ngộ Không cũng được, cũng vậy luôn. Đà. Rồi cái điều tiếp theo là mình xét là vị đó có tu thiền hay không. Nếu có tu thiền, vị đó có chứng đắc các tầng thiền hay không, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu có chứng đắc các tầng thiền thì vị ấy nếu khi chết không mất đi thiền chứng, vị đó sẽ đi về cõi trời phạm thiên tương ứng. Chỉ đơn giản như vậy. Còn quý vị thì quý vị đem cái đó đó, quý vị muốn muốn xét chung vô kỵ, rồi muốn xét bàn long ngọa nhiều nhiều ngọa xào các thứ, quý vị muốn xét ai để quý vị xét nha. Cứ lôi mấy cái đó căn cứ ra để mà mình xét là được rồi đó. Muốn xét thánh võ đế cho tới cái thứ gì đó, cái gì tam quốc chí, rồi muốn xét đó, thì quý vị cứ xét theo những cái tiêu chí mà sư vừa nói ha. Rồi sư qua câu hỏi tiếp theo.